Nghe lĩnh trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, trên website Dân Làm Báo ngày 31 tháng Giêng 2020 đã đăng bài Việt Nam không thể đơn phương đóng cửa khẩu để ngăn chặn dịch bệnh vì Hiệp định Biên giới Việt-Trung. Kính thưa quý vị, coronavirus 2019 đã trở thành đại dịch trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phát đi tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng. Sau khi cái số người tử vong và các ca nhiễm virus đã vượt quá số liệu thống kê ở trong dịch SARS năm 2002-2003. Tuy nhiên tại Việt Nam, các quốc gia nằm ở trong nhóm nguy cơ rất cao là vì có đường biên giới và đặc thù giao thương kinh tế chính trị xã hội với Trung Quốc, thì nhà cầm quyền Hà Nội lại cương quyết không đóng cửa biên giới. Vì sao? Theo số liệu thống kê từ Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, khách tàu sang Việt Nam đã tăng đến 72,6% ở trong dịp Tết Nguyên Đán. Thống kê sơ bộ thì hơn 7.000 khách Trung Quốc đã nhập cảnh vào Quảng Ninh ở trong 4 ngày Tết. Gần 30.000 lượt khách Trung Quốc đã đến Khánh Hòa trong 4 ngày từ 25 cho đến 28 tháng Giêng 2020. Sau khi dịch bệnh tràn lan, Bắc Kinh đã ra lệnh phong tỏa 22 tỉnh, thành phố, thì tại Đà Nẵng nó vẫn còn 12.000 người Trung Quốc lưu trú. Câu hỏi mà rất nhiều công dân Việt Nam đặt ra là tại sao Việt Nam không có phương án nào đề phòng dịch bệnh lây lan, cụ thể là như đóng cửa biên giới. Rất cụ thể cái câu trả lời cụ thể mà do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã công bố như sau: giữa Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định biên giới, chỉ đóng cửa khi xuất hiện vấn đề an ninh, dịch bệnh, nhưng phải có thỏa thuận giữa chính phủ hai nước và báo trước 5 ngày, nên một bên không thể đơn phương áp dụng. Điều này có nghĩa gì? Chính phủ nước Việt Nam đã không thể bảo vệ công dân của mình trước đại dịch vì phải phụ thuộc vào phía Trung Quốc. Hãy điểm lại các bước xử lý ngăn ngừa dịch bệnh của Việt Nam như sau. Thứ nhất là Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán, cấm bay. Còn Đà Nẵng thì lại đón nhận hơn 200 hành khách đến từ ổ dịch trong chuyến bay cuối và tuyên bố là du khách có thể tham quan theo lịch trình bình thường đến Nha Trang vì không có biểu hiện khác thường tại máy đo thân nhiệt ở sân bay. Việt Nam ngừng khai thác các đường bay đến Vũ Hán nhưng vẫn cấp phép để cho Vietjet Air bay thêm 4 chuyến bay khác. Thứ hai là Trung Quốc cấm công dân du lịch nước ngoài bằng đường hàng không. Các công ty lữ hành không đưa khách từ đại lục đến Việt Nam. Các tỉnh, thành phố như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc sau đó thì mới tuyên bố ngừng đón khách du lịch Trung Quốc. Điều thứ ba là các cửa khẩu giáp biên giới Mông Cái, Lào Cai vẫn mở đón hàng ngàn lượt khách Trung Quốc đến tham quan ở Quảng Ninh. Ông Phạm Bình Minh sau khi thừa nhận Việt Nam không thể đơn phương đóng cửa biên giới thì đã bổ sung: tuy nhiên, trước tình trạng dịch bệnh đe dọa và trong khi chưa đóng cửa biên giới, Việt Nam có thể sử dụng ngay biện pháp kiểm soát các cửa khẩu, hạn chế du lịch, vân vân. Kính thưa quý vị, theo luật xuất nhập cảnh của Việt Nam, tại khoản 7 điều 21 thì có quy định là các trường hợp chưa cho nhập cảnh vì lý do phòng chống dịch bệnh. Khách Trung Quốc đến Việt Nam phát bệnh cho thấy luật chỉ là để áp dụng ngăn cấm các công dân bất đồng chính kiến xuất cảnh là chủ yếu mà thôi. Đại dịch coronavirus 2019 lần này là bằng chứng rất cụ thể cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không thể đơn phương quyết định đóng cửa biên giới để bảo vệ công dân Việt Nam. Đây là bằng chứng. Đây cũng là bằng chứng cho thấy những cam kết đã ký giữa hai đảng Cộng sản Việt và Tàu tại Nghị Thành Đô 1990 có ảnh hưởng đến tương lai Việt Nam ra sao. Phải chăng là Việt Nam đã mất khả năng tự vệ vì một cái thứ hiệp ước quái gở như là cây bút đổ ngà đã có một bài viết cùng một tựa đề như sau: cho đến hôm nay, tình hình dịch bệnh vẫn phát triển nhanh mà không có dấu hiệu nào cho thấy nó chừng lại. Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng Giêng, số ca nhiễm đã lên đến 9.776. Trong đó có 213 ca tử vong và 187 ca được chữa khỏi. Như vậy, cho đến hôm nay,
cái số người chết vẫn cao hơn cái số người được chữa khỏi. Đó là một dấu hiệu rất xấu. Điều đáng nói là trong 187 ca được chữa khỏi thì Thái Lan đã chữa được 5 ca, bang New South Wales của Úc chữa được 2 ca, Nhật Bản chữa được 1 ca, còn lại là được chữa trị tại Trung Quốc đại lục. Như vậy, theo thông tin cập nhật của trường đại học John Hopkins, thì rõ ràng là Việt Nam chưa trị khỏi một bệnh nhân nào cả. Thế nhưng cách đây 3 ngày, thì báo chí Việt Nam đồng loạt thông báo bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona đã được chữa khỏi. Thật sự là không biết cái sự khác biệt này là do đâu. Do trang web của trường Johns Hopkins chưa cập nhật, hay đây chỉ là trường hợp tạo tin giả để trấn an dư luận của truyền thông nhà nước Cộng sản nữa. Như chúng ta biết, những con số được cập nhật trên trang web của trường Johns Hopkins được rất nhiều tờ báo lớn ở trên thế giới lấy nó để đưa vào tin tức của họ. Còn báo chí Cộng sản thì thật sự có mức độ tin cậy không cao, bởi vì những tờ báo này vẫn ưu tiên nói theo chỉ thị của đảng là chính. Khó mà tin những tờ báo này, trong lúc mà nhà cầm quyền Cộng sản đang cố ém những con số để giảm cái mức độ nguy hiểm của cơn đại dịch. Từ ngày Trung Quốc thông báo bệnh dịch đến nay, thì chính quyền Cộng sản đã 5 lần 7 lượt đối phó với dư luận mà không hề có một động thái nào đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Và cho đến ngày 30 tháng Giêng, trước sức ép của mạng xã hội, thì chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp. Và trong cuộc họp này thì ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã cho biết là Việt Nam không được đơn phương đóng cửa biên giới mà phải có sự gật đầu từ phía Trung Quốc. Để giải thích cho nguyên nhân Hà Nội mất quyền tự chủ như thế này, thì ông này đã cho biết lý do là bởi sự ràng buộc của một hiệp ước mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc. Thưa quý vị, vậy là đã rõ. Đã rõ cái câu chuyện là Việt Nam không thể đóng cửa biên giới với Trung Quốc là do một tờ giấy hiệp ước nào đó mà đã được Đảng Cộng sản Việt Nam ký với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật sự cho đến nay, hiệp ước này nó có tên là gì, đã ký khi nào, nội dung ra sao, nhân dân Việt Nam không hề hay biết. Và chỉ biết rằng khi Việt Nam có nguy cơ bị dịch tấn công thì Hà Nội không có quyền tự ý đóng cửa biên giới để bảo vệ nhân dân mình. Vậy thì chủ quyền ở đâu? Quyền bảo vệ nhân dân mình ra sao mà phải đợi Bắc Kinh đồng ý? Đây không phải là một thứ hiệp ước bán nước thì là gì đấy? Thực ra, cái lời nói của ông Phạm Bình Minh trong buổi họp đó nó có nội dung như thế này. Là Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa, nhưng phải có thỏa thuận với hai bên, chứ Việt Nam không thể đơn phương. Xin hãy nói thẳng ra là ý của ông Phạm Bình Minh là nếu ổ dịch bùng phát ở Việt Nam thì Trung Quốc cũng không đơn phương đóng cửa biên giới mà phải có sự gật đầu của Hà Nội chăng? Rất dễ nhận ra, cái cách nói của ông Phạm Bình Minh như thế là để lấp liếm cái chuyện mất quyền tự quyết của Hà Nội mà thôi, vì không bên nào đơn phương quyết định mà. Để đánh giá được cái câu nói của ông Phạm Bình Minh có đúng như vậy hay không, thì ta hãy giả sử xem, nếu như đất nước của ông Tập Cận Bình bị mất an ninh hay bị dịch bệnh từ Việt Nam tấn công, thì liệu cái ông họ Tập kia có chờ sự đồng ý của Hà Nội mới đóng cửa biên giới với Việt Nam hay không? Quan đường chắc chắn là không ai tin ở cái chiều ngược lại này cả. Thực ra thì ông Phạm Bình Minh dùng từ có sự thỏa thuận giữa hai bên, nhưng thực chất là không ai tin chiều ngược lại, tức là cái chiều Trung Quốc phụ thuộc Việt Nam. Hiện nay bệnh cúm ở Trung Quốc đang bùng phát rất nhanh. Cứ sau 24 giờ là số ca nhiễm mới lại tăng lên hàng ngàn. Số người được chữa khỏi vẫn đang ít hơn số người chết. Điều đó cho thấy chưa có dấu hiệu bệnh dịch được kiểm soát. Nếu chính quyền Trung Cộng vẫn bất lực, vẫn cứ để khả năng tử vong cao hơn khả năng được chữa khỏi như thế này, thì trong 9.776 ca nhiễm cho đến ngày hôm nay ấy, rất có thể sẽ có hơn 5.000 ca sẽ phải chết sau này. Đấy là mối nguy vô cùng lớn. Thế nhưng, đến hôm nay, chính quyền Hà Nội vẫn không thể nào đóng cửa biên giới với Trung Quốc vì chưa được phía Trung Quốc gật đầu. Vậy thì không biết số phận dân Việt sẽ ra sao đây? Mặc dù rất khéo léo trong cách biện minh, nhưng qua những gì Phạm Bình Minh nói, nó cho chúng ta thấy rằng Việt Nam đã mất khả năng tự vệ
bởi những hiệp ước mật mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký với Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi nào mà nhân dân không hề hay biết. Hôm nay bị bệnh dịch tấn công, nhưng Việt Nam không thể tự bảo vệ mình mà phải xin phép Trung Quốc. Vậy thì ngày mai khi Trung Quốc muốn tấn công Việt Nam thì Hà Nội có xin phép Bắc Kinh cho phép mình được tự vệ không nhỉ? Nó đánh mình thì mình phải xin phép nó để mình được tự vệ. Một cái thứ hiệp định quái quỷ gì vậy? Không biết nội dung của hiệp ước bí mật kia là gì, nhưng qua hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta thấy nó giống như đó là một thứ hiệp ước đầu hàng. Thưa quý vị, dân Việt thật tội nghiệp. Họ đang phó mặc số phận của mình cho Đảng, còn Đảng thì phó mặc số phận đất nước cho quan thầy Trung Cộng. Thật đáng buồn. Cái kết luận của cây bút Đỗ Văn Ngà là như vậy, thưa quý vị. Và người tù lương tâm Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Ngọc Già đã có cái status về sự kiện này như sau. Phát ngôn của Phạm Bình Minh trong tư cách Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho thấy, thứ nhất là người Cộng sản Việt Nam là những chiếc máy tính già cỗi chỉ biết phát ra từ một phần mềm lập sẵn, tức là cái hiệp định giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Như vậy thì là vong thần. Thứ hai, người Cộng sản Việt Nam đứng trước thảm họa dịch bệnh nguy hiểm đến như vậy mà không hề nghĩ đến sinh mạng đồng bào đang bị đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Như vậy là vong bản. Quốc gia mà được quản trị bởi những kẻ vong thân, vong bản, thì thưa quý vị, hà cớ gì mà Việt Nam không vong quốc? Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Ngọc Già đã chua chát thốt lên như vậy. Kính thưa quý vị,